Xin chào các cô chú và các anh chị. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại khu vực thi Bánh Dân Gian năm 2019. Và sau đây là phần thi thuyết trình của nghệ nhân Nguyễn Thị Quý, đơn vị Thốt Nốt. Cô Quý thì đem đến hội thi lần này hai loại bánh, đó là bánh xếp ngọt và bánh xếp mặn, vừa phục vụ cho người ăn chay và vừa phục vụ cho người ăn mặn. Theo cô thì các loại bánh này cô đang bán ở Thốt Nốt và được nhiều các cái nhà hàng lớn đặt mua. Và sau đây thì chúng ta cùng nghe phần thuyết trình của cô Nguyễn Thị Quý, nghệ nhân đến từ Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Thì đang thuyết trình đó là đơn vị của Thốt Nốt Nguyễn Thị Quý, là nghệ nhân Thị Quý, với món bánh xếp ngọt và bánh xếp mặn của vùng Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Anh hả? Có đơn vị nghệ nhân là hiện tại mình thì chia sẻ là một chút này không có cũng hai nhiều loại bánh khác. Nhưng mà được sống tôi có lòng.